Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt thứ 6 ngày 24 tháng 5 của Đài truyền hình PTS Đài Loan. Hôm nay, các ủy viên lập pháp của Đảng Cầm quyền và phe đối lập tiếp tục cuộc đối đầu tại Viện Lập pháp khi hai đảng đối lập quyết đưa ra các điều khoản trong dự luật thực thi quyền hạn của Quốc hội thông qua vòng 3 trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu phiên họp buổi sáng, Ủy viên Đảng Dân Tiến Lâm Thục Vân đã có màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ủy viên lập pháp gốc Việt Mạch Ngọc Trân của Đảng Dân Chúng. Phiên họp vừa mới bắt đầu, phía Đảng Dân Tiến đã lên tiếng phản đối hình thức biểu quyết bằng cách giơ tay. Tiếp theo đó, Viện trưởng Hàn Quốc Du tiến hành công bố nguyên tắc nghị sự thì bị ủy viên của Đảng Dân Tiến ngắt lời, cuối cùng vẫn quyết định áp dụng hình thức giơ tay sau khi tiến hành biểu quyết. Ủy viên của Đảng Dân Tiến liền thể hiện sự bất mãn bằng cách giơ cao hai tay. Tuy nhiên, thời điểm trước đó, cả hai bên đã có cuộc xung đột gay gắt ngay tại hội trường. Ủy viên Lâm Thục Vân của Đảng Dân Tiến và Ủy viên gốc Việt Mạch Ngọc Trân của Đảng Dân Chúng đã có hành động xô xát và đấm vào nhau. Bà Mạch Ngọc Trân bị thương ở mặt và sau đó đã đi giám định vết thương. Bà cho biết không loại trừ khả năng sẽ khởi kiện. Đảng Quốc Dân kêu gọi Đảng Dân Tiến nên tôn trọng quyết định của số đông khi hai đảng đối lập thể hiện quyết tâm đưa các điều khoản trong dự luật thực thi quyền hạn của Quốc hội, bao gồm yêu cầu Tổng thống thực hiện báo cáo thường xuyên và quy định về tội miệt thị Quốc hội, đã được thông qua vòng 2 vào đầu tuần, tiếp tục được thông qua vòng 3 vào ngày hôm nay 24 tháng 5. Thế rằng co giữa các chính đảng trong cuộc đấu về cải cách Quốc hội sẽ tiếp tục khi tiến hành biểu quyết và được dự báo sẽ kéo dài đến khi này. Bất mãn với việc Viện Lập pháp tiếp tục xem xét các dự luật liên quan đến cải cách Quốc hội, dòng người tham gia biểu tình phản đối mỗi lúc một nhiều. Các tổ chức dân sự đã phát động một loạt các cuộc biểu tình trên khắp Đài Loan. Chỉ trong sáng nay đã có hơn 5.000 người tụ tập bên ngoài Viện Lập pháp. Chính quyền Trung ương đã huy động đông đảo lực lượng cảnh sát túc trực tại hiện trường. Bất chấp thời tiết xấu, đông đảo người dân tụ tập bên ngoài Viện Lập pháp, số lượng người biểu tình liên tiếp gia tăng. Những người tham gia biểu tình đến từ nhiều miền khác nhau và ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thậm chí còn có cả học sinh cấp 3 đã xin phép nghỉ để tập trung về đây. Theo thống kê của ban tổ chức, tới 11 giờ trưa nay đã có hơn 5.000 người có mặt tại hiện trường. Đợt biểu tình lần này không chỉ diễn ra ở khu vực phía Bắc, mà các tổ chức công dân còn phát động sự hưởng ứng trên toàn Đài Loan. Liên kết 7 huyện thị trong cả nước cùng biểu tình. Lo ngại xảy ra xung đột, chính quyền Trung ương đã tăng cường điều động 200 cảnh sát tới hiện trường và 200 cảnh sát túc trực, đồng thời cho dựng rào chắn bên ngoài để ngăn chặn xung đột bùng phát. Thưa các bạn, ngày thứ hai sau khi quân đội Trung Quốc tuyên bố diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan, hôm nay Bộ Quốc phòng Đài Loan lần đầu tiên công bố hình ảnh máy bay tuần tra trinh sát chống ngầm của quân đội Đài Loan đang giám sát các tàu Trung Quốc từ trên không. Tình hình ở eo biển Đài Loan đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ đều bày tỏ quan điểm và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế. Cuộc tập trận vây quanh Đài Loan của quân đội Trung Quốc bước vào ngày thứ hai. Phía Trung Quốc tuyên bố trọng tâm của cuộc tập trận lần này là kiểm tra khả năng chiếm giữ quyền lực và kiểm soát lãnh thổ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan lần đầu tiên cho công bố hình ảnh máy bay tuần tra chống ngầm đang theo dõi hoạt động của tàu chiến Trung Quốc từ trên không. Đồng thời công bố trong ngày 23 đã phát hiện 49 lượt máy bay quân sự, 19 lượt tàu chiến và 7 lượt tàu hải cảnh của Trung Quốc hoạt động xung quanh Đài Loan. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 5, lực lượng tuần tra biển đã tiến hành xua đuổi tàu hải cảnh của Trung Quốc do đã xâm nhập vào vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan ở Đông Dẫn và Âu Khâu. Trong khi đó, công tác huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm hải quân tại Kim Môn vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời, đại đội trấn thủ Kim Tây cũng đã thực hiện diễn tập cơ động thường xuyên và tiến hành công tác tuần tra bằng xe bọc thép CM-21. Theo ghi nhận của một số người đam mê quân sự, đã có hai tổ xe chở tên lửa được triển khai đến công viên quốc gia Khánh Tiên thực hiện nhiệm vụ cảnh giới bằng đạn thật và tăng cường phòng thủ. Hoạt động diễn tập quân sự quanh Đài Loan của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố tái khẳng định lập trường phản đối một hành động đơn phương, bao gồm vũ lực hoặc gây sức ép để làm thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế. Hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cũng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương vào ngày 26 tháng 6 và sẽ mời 29 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Anh và Pháp cùng tham gia nhằm tập hợp sức mạnh của các nước đồng minh để gửi thông điệp răn đe đến Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc tập trận này sẽ không có sự tham dự của Đài Loan.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, các video mô phỏng tình huống giao thông nguy hiểm sẽ được đưa vào nội dung đề thi lý thuyết của kỳ thi cấp bằng lái xe máy. Cục Đường bộ đã bổ sung vào ngân hàng đề thi thêm 22 đoạn phim hoạt hình mới và tăng thêm phần câu hỏi phức hợp. Hy vọng thông qua nội dung câu hỏi đa dạng sẽ giúp cho các thí sinh, những người cầm lái tương lai càng thêm cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông. Khi chạy xe máy đến ngã tư thì bất ngờ có xe ô tô xuất hiện, lúc này bạn nên xử lý ra sao? Đây là một trong những câu hỏi ở phần mô phỏng tình huống nguy hiểm trong kỳ thi bằng lái xe máy của Cục Đường bộ. Vào ngày 23 tháng 5, Cục Đường bộ đã cho cập nhật thêm 22 đoạn video mô phỏng vào ngân hàng đề, bao gồm các tình huống khó ghi hình như tại đường ngang, sương mù trong đường hầm, với hy vọng thông qua các câu hỏi đa dạng giúp kỳ thi có thể hiểu rõ về những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Theo quy định hiện hành, thí sinh cần xem 5 video mô phỏng tình huống nguy hiểm, trả lời đúng ít nhất 4 câu và xem xong video giải thích cho tất cả các câu hỏi thì mới được phép đăng ký thi bằng lái xe máy. Nhưng bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, các video mô phỏng sẽ được đưa vào phần thi lý thuyết. Các thí sinh có thể lên mạng xem trước đề mẫu để làm quen với các dàn câu hỏi mới được bổ sung. Theo các giáo viên huấn luyện thi bằng lái xe, các video dạng này mặc dù chỉ là tình huống mô phỏng nhưng vẫn giúp ích cho việc nâng cao ý thức an toàn giao thông. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng để nâng cao toàn diện về an toàn giao thông thì cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Bán đảo Hằng Xuân, Bình Đông đã bước vào đợt cao điểm cho các hoạt động dưới nước mùa hè. Các huấn luyện viên lặn biển địa phương gần đây đã ghi lại được màn khiêu vũ ngoạn mục của đàn cá nhồng, di chuyển theo khối khổng lồ. Cảnh tượng đẹp mắt này khiến những người đam mê môn lặn biển vô cùng thích thú. Các chuyên gia lưu ý, dòng chảy hải lưu ở khu vực này rất mạnh, khuyến cáo những người mới học lặn nên đi cùng với huấn luyện viên lặn chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Hàng nghìn con cá nhồng di chuyển theo cùng một hướng, tạo ra một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Một huấn luyện viên bơi lặn cho biết, nếu bây giờ bạn tới vùng nước yên tĩnh của bờ Tây Khẩn Tinh, sẽ có cơ hội được ngắm những luồng cá nhồng di chuyển. Cá nhồng thường có màu xanh xám trên lưng, thuộc loài cá săn mồi và di chuyển theo bầy đàn với mục đích sinh sản và tự vệ. Các chuyên gia nhấn mạnh, khu vực chụp được luồng cá nhồng có hải lưu rất mạnh, không thích hợp cho những người mới nhập học luyện tập. Nên đi cùng người có kinh nghiệm để có thể vui vẻ tận hưởng và trở về nhà an toàn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.